Xin chào các anh chị nha, chúc các anh chị một ngày vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Hôm nay mình xin giới thiệu với lại các anh chị một gói quà Tết, xem là nó có sang trọng và lịch sự không nha. Đấy, đây là một cái gì nhỉ các anh chị nhỉ? Đây là hộp rượu ba kích. Ui, hộp rượu ba kích sao mà to đẹp thế nhỉ, trông rất là sang trọng. Đây lại còn có chữ đặc sản của Quảng Ninh. Đấy, OCOP, sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Ninh, thương hiệu của công ty rượu Thức Hoài, rất là sang trọng. Hôm nay mình khám phá thử xem trong cái trong hộp rượu nó có đẹp không nha các anh chị nha. Lại có một cái thiếp chúc mừng năm mới. Đấy, thiếp chúc mừng năm mới. Đấy, rất là sang trọng lịch sự nha. Cái này mà đi biếu sếp, biếu lãnh đạo thì chắc chắn là các anh chị sang năm sẽ được tăng lương sớm nha. Đấy, một kỹ năng rất nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó giá trị rất cao. Xem nào, đây nó có hai chai rượu, nó là một cặp đôi song sinh. Đấy, rất là sang trọng, đẹp không các anh chị, đúng không ạ? Đấy, chai rượu này thì xem nào, nó có đẹp không? Chai rượu rất đẹp các anh chị ạ. Chai rượu rất đẹp và sang trọng, rượu ba kích tím của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Thức Hoài. Đấy, có nhãn hiệu logo độc quyền tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Xem nào, có cả mã số, mã vạch nhá, truy xuất nguồn gốc nhá, hàng rõ ràng. Đấy, xem thành phần, xem cái này là gì. Thành phần rượu gạo trưng cất củ ba kích rừng, giấy phép đã được Sở Công Thương cấp phép. Đấy, rất là đẹp nhá các anh chị nhá, sang trọng ngon, cầm chai rượu lên không kém gì một chai rượu ngoại các anh chị nhá. Đấy, đúng không? Chai rượu này mà đi làm quà biếu thì rất là ok, tặng bạn bè, tặng người thân, rất tuyệt vời. Đấy, nếu anh chị nào muốn lên kế hoạch để chuẩn bị tặng quà Tết, hãy điện cho chúng tôi số điện thoại 0983681256 hoặc vào trang Nguyễn Văn Thức trên Facebook. Đấy. Đấy, hoặc là để lại số điện thoại bên dưới, chúng tôi sẽ gọi lại tư vấn cho các anh chị có những gói quà giá trị trong cuộc sống, giá trị trong công việc. Đấy, các anh chị cứ mạnh dạn lên, thả con sa sát sẽ bắt được con cá rô. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình không bao giờ đi quà lãnh đạo nha, phải có quà cho lãnh đạo thì sang năm mình mới có quà, mới có những giá trị trong cuộc sống, đó là tăng lương, giảm giờ làm. Các anh chị nhớ nha. Đấy, đấy là một cái kỹ năng rất nhỏ nhỏ mình phải nên có nhá. Xin chúc các anh các chị có những công việc tốt, lao động sáng tạo trong công việc. Xin chào, chúc các anh chị một ngày làm việc vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc.